Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Bi, to, Ben, vui giao thông. Tập 8, truy tìm kho báu. Đồ kho báu. Tớ đoán kho báu sẽ ở chỗ này đấy. Kho báu. Thích quá. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm kho báu thôi. Quái vật trên đời chứ. Nhưng tớ vẫn nghĩ là biển báo không có nghĩa như vậy đâu Bi. Phải không Bo? Cậu nghĩ sao hả Bo? Để tớ xem nhé. Đây rồi, các cậu ơi. Đây là biển báo cấm người đi bộ qua lại trên tuyến đường đó để đảm bảo an toàn. Đường rất đông xe, không có vỉa hè nên sẽ không an toàn nếu người đi bộ đi ở đây. Vậy nghĩa là tôi đúng rồi đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà không có quán vật đâu nhé Ben. Giờ thì chúng ta phải đi tìm đường có biển báo dành cho người đi bộ như thế này này. Chúng ta sẽ an toàn khi đi bộ ở đường có biển báo này. À, là tấm biển kia đúng không? Đúng rồi, là tấm biển đấy. Phải đó. Đường này sẽ không có phương tiện giao thông đi lại. Chúng ta sẽ an toàn khi đi bộ ở đây. Nào, đi thôi, kho báu đang chờ chúng ta. Đi đến đó thôi nào. Wow, có một chiếc hộp này. Giống với chiếc hộp đã tìm thấy ở nhà tớ, mà to hơn này. Cậu mau mở đi, xem có gì nào. À, đồ chơi kìa. Nhiều quá, tuyệt quá. Hả? Mẹ tớ này, lúc trước tớ có đưa mẹ cho xem hình lúc nhỏ đấy. Ồ, còn đây là bố tớ. Bố tớ đứng cạnh mẹ cậu này. Bố tớ nữa này. Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.